Lâm liệt
tung hoành quan lớn tuần sau ai lẫm liệt tung hoành trừ tà sát quỷ lên danh công đông mà phạt thanh chức âm để tể có thơ đến chỉ cung tịnh phật như nay việc khai khai thần nhật quang minh chiếu khai thủ tiên bách khai nhị nhĩ tinh tông khai khẩu đăng ngôn dòng nhan nhật diệu quang minh chức mã văn đàn tài mã kim ngân dân lên tài mã kim ngân quan tần tâu đấu ghi chép biết rõ ràng tin cho kỳ tình trường sinh Thank you.
biết mà ghi để tiếng anh linh nghi anh đã về họ Nguyễn đã về qua bên sông Tranh có nhớ người quan kim chi
văn võ gồm ngài Quan Tuân lịch sử đáng trai bậc anh hùng. Đêm cùng ngày đa thủy đợi lệnh cựu trùng cứu hộ của bốn dân nga ai người cầu nhân đắc nhân cầu phụng đắc phúc cũng cho đa một nguyện được sáng phúc trừ tay đồng gia họ nguyện ai ai cũng họ thường hai nguyện buôn bán trăm đường tiền tài lưu lắc bạc vàng cứ để ra nguyện thứ ba cách hồ đắp mẹ tổ tiên của tôi phú quý sang giàu bốn nguyện cuộc tái dân an qua cơn bừng tỉnh để vững qua là thay đình còn lắm nguyện còn lắm nguyện toàn cho sống thật lâu nhờ ơn quan lớn được phúc lâu giàu bền sau nguyện là chẳng dáng dương đồng cuông phu đệ tử lời đời đường tình hoa còn bảy nguyện là dáng phúc hà sa bao nhiêu hàn ách quan tông ra hải ngoài tam nguyện là già trẻ gái trai đồng gia họ phạm đời đời được vinh hoa còn chín nguyện quan giáng phúc lưu ân nhờ ơn quan lớn được mười phân vẹn mười quan lớn độ cho tây nguyện thứ mười đồng gia đệ tử lời đời hân tuyệt minh giám thì là chốn ma đất thay dương là chốn sinh thành quan quân quan tranh có một không không hai kim chi tôi nước phục hình chốn tiên cung nga cánh dấu thiên quan cho về mà chân ai có tà quan trục tà giai riêng ai vẫn hàn chưa qua tới kêu quan đề cũng bệnh hát đã tan hô ngất ngất cơ tạo phây bên là sông tháp tóc xanh rồi đầu bạc hôm mai có câu sinh tác ở đời sinh sao cho đáng để đời là mới sinh linh sang thăng tích thực đăng thần thức định trung quân ngày 25 đàn nhật sinh thần khắp hòa thế giới muôn dân con đảo cầu ông vẫn sống với dân nề ta đó sự sanh con nề trói ngày từng tráng ngày phát xa ý ngọc lời vàng vì dân quan đệ muôn vạn tình thương ông vẫn sống ông đâu đi có tháp cảnh chơi chúng con ghi nhớ quan thật ông đã về với đất người xưa hôm nay tiệc mở xin thưa có đôi đời nhà có phúc thử lòng người trong lúc lanh thân tháng hai vừa tiết trung tuần thử lòng ông lão mộc mà thần ưng ngày giấc mộc tình mới hay sự nã thương lòng xa tựa cửa tương tân đi đem đầu ái tạ tâm một thả
đôi ông rắn sông tranh ra giữa dòng hồ. Ba tháng sau đàn gà đã hết, thương rắn hiền không biết lo sao, khó khăn âu cũng tính nhiều, không mà lông lăng sớm chiều tây. Bỗng một buổi tay bay hoa gió, hai ông bà mắc nợ của công nghệ lênh nghiêng mà sấm sét đùng đùng, trông gà nuôi rắn không phải tội này. Đằng cây xếp kẻ ngân, thương rắn hiền tựa thể thương con, khấu đầu ta trước công môn, xin đem đôi rắn thả tuột ra giữa dòng. Tên phong xe đoạn thanh ra, cho năm suy năm đi cũng tuyệt vời, cho năm suy năm đi ai qua phúc hoa màu châu năm ba. Giờ trăng nghe bức ngang quá mê chiều, chờ năm sắc hoa mỹ điều diễn ba hương. Nét đàn trăng nghe đôi vầng và ngọc bức ngã đôi mây ngài đưa khuyết vầng trăng chân ai xoay được suối lần bơi trong mơ cày soi gót tiên hay sao cành rừng thanh thanh đang hoa đu nở đầy ngàn tay ái gùi trên vai lặng mà trái chín thơm rùng rình quay lặng đầu chặt cuộc kêu hoa mây tay chiều bề máu hoa sao luôn tìm mồi yêu này cơ ngắn vén đôi. Yeah.
con suy nhỏ chỉ về để những đàn cá và nghề suy nhỏ chạy về huyện đi lục đàn cá vàng ngà lơ lửng dưới cái mưa đêm ngày đêm má thân nghe hò báo châu về lúc mình mò sắc ngà đua khỏe trước nước suối chỉ đôi bên đi cầu bắc ba son đền đi đã xếp chập chụp phép tiếp là biến hóa thật thông nhiên. Đầu vòng vai nghe phía phía chia tay dựng nhang chầu khóc từ bia ý à bài say đôi chữ đầu cúc đàm đàm ái phốt sóng sốt trang tích cho hè bắt chốc băng ra ai ai khai quang sông nhà tất cờ rượu bắt đất chúc chơi chung á tích rằng kim ngục hoàng tật tật là thanh chuốt yên trùng ngương ngương ý ơi hà trở về trở bà về trên nga ma sơn trang trước là chờ chức chức cho lòng thanh nghi đủ cho tiếp chủ binh an lộc tài tăng tiếp sơn trang trên ngàn đàn à ơi à sóng đăng ngay sóng đăng ngay sáng tỏ nâng nâng một bộ sóng sáng tỏ tốt tươi dịu dàng nghề lên trên ngàn đường lên trên ngàn lắm tỏ nhiều hoa ơi à ơi chiều nắng muốn lại vào giá sớm chiều xoay cho khắp hết xa gần ơi à ơi à đi lên ngàn à đi xuống núi ơi con suối nước thì về đâu còn cả cờ lửng lờ trên suối con nai vàng ngơ ngác bên giữa nó rừng núi ơi nghe tiếng mai còi dòng suối trong trong ấy muôn đời trầu thương ai thương nhớ ai nhiều lắm mà những đêm mưa rơi trong rừng sâu trầu thương ai thương nhớ ai nhiều lắm mà cả những đêm đầu trời nắng đẹp làm sao anh đi chẳng mở chiều hoa soi quanh đâu soi quanh đâu trầu bà đẹp làm sao bạn nàng ơi con ơi ngày hôm nay đoan sáng về đây tới đền thờ tất cả nên ta cài hoa hoặc ta vàng chiếc cùng đồng nghiêm trang đây sông đang
đạp cứ theo phước ra đại hoàng. Hai chân trầu đi bước ra, đi hái hoa, đi hái trà. Được tên to tất cao đã tìm mua, gọi cái gì ơi cái gì ơi. Trần ra đây trở về đây chơi, đợt quân ơi, cất đại cụ vương. Đi lên ngàn vượt đèo cao rừng thầm ngờ, vái đeo vui. Vài đêm vui đi hai quả tím hoa, đêm trăng thay biến hiền châu đi về, hoa thơm và ngọt ngào hãy mang về đền. Giang thiên yêu kia bước chân lên ngàn, vừa ta đang tin đi đi hoa đào. Đôi hiền này tiên hái hoa phù dung, đôi hiền này tiên châu hái hoa hồng. Ý à ơi à, à mùa xuân về hoa ban nở trắng, hoa ban nở trắng. Mùa thu tới hoa cúc vàng tươi, hoa thu tới bông hoa cúc vàng tươi. Tay cho mỗi bước ra, bước bước hồi hộp để đã tan ngày hiền. Bát cho tiền tốt được dày, công lộc cho tâm về đi thật nhiều. Bát cho đồng đại nhất sáng yêu. Chào bên dây núi biết thay, rồng 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 bên sườn núi, sau lưng đèo mèo ca hát na, rồng 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 trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo đã về, người mèo đã về, đã về, đã về. Đền thờ châu bên dãy núi thiên thai, đền thờ châu bên dãy núi thiên thai. Tiếng ngài hát ngang trên sườn núi, sau lưng đèo mèo ca hát nặng. Tiếng ngài hát trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo đã về, đã về, đã về. Cái nước tiếng ngày hát bác cô ca trên sườn núi, sau đứng ở đầu đầu ca hát. Tiếng ngày hát trên sườn núi, sau đứng ở đầu thì đeo đã về, đã về.
bày giá tháng ngày. Bán cho thì tốt đua dày, bông lông cho lắm về đây càng nhiều. Bán cho đồng dài nhất sang nhiều. Ngày tứ hôm dập con dân hoa cũng tỏa thành tâm. 30 mùng 1 hôm dập người tứ ra hồi cùng nghe châu lục hoa cung lương y sắc phong châu lục cung lương vốn dòng người trần thì sinh ngơ trên qua hiểu đúng văn này đã địa trên bắc đệ ta thì tự khi là nơi chú tiền quân lệnh thế nơi chú tiên vâng vâng lệnh ấy trong bề ngọc ra ngoài bàn đêm đi xuống trần gian bao mộng nghỉ trần đi đến tâm động bao thái mùa thu tháng chín lẻ châu đẹp khác người trần gia đôi tình nguyện vui mừng hơn thở cả bạn là đừng nghĩ dở xiết yên bao mới hay như sợ câu Oh,
cảnh đều hợp mơ cảnh sơn trang lắng nghe tiếng suối cũng mơ đàn. Lắng nghe tiếng suối cũng đàn đời chim kêu vườn hót bản làng có tiếng anh ca. Buồn màn thay cho quanh lăng gia nhân từ có một nỉ châu hiền linh hòa công hai vào buổi sáng trang đài hồi yên châu lục vào lưng lưng chết kim bôi. Sơn trang tinh hề mang chú mang giang nghi khai quang sông nhan thật thờ diệu quang minh chứng độc sơn trang nga tích tăng rằng cây phong hoàng thật thật đã thành chúa tiên trung cực trời chúc chúc cho lòng thành người châu đồ cho tiếp chủ tịch áp ta quá nhiều hoa ý nghĩa sống đang thật thật thoáng nước trên công đồng người tình yêu hòa sáng như gió gần mây cho đất Việt Nam chúc con từ bờ hồ trời xinh nghe như hoa trời đẹp như tiên giá trong sự hiền giá trong ngày dịu hiền ta mới hé từ đàn đất đây trần gian đến đây hoàn xa tự vui phúc ban cho mọi người. Vùng sơn trang đốt đuốc lên non sáng soi xây ta từ đây soi cho ta từ soi về từ đây soi cho ta biết soi về sơn trang đời vui bao xa sông nét ngàn dài xa khúc hoa sáng soi soi về từ đây biết bao thanh đồng chờ mong ban khiên biết bao thanh đi tới đâu ngang đi tới đâu cỏ đón hoa chào trở về mấy buổi sườn chiều càng vang tay khơi đi bác rừng và để cho trăm họ giàu sang đời đời để cho trăm họ đời đời giàu sang dựng nhiều đường năm nối dựng nhiều đường năm nối ngày ngày ơi cháu đã chọn tối nay đi với bạn đẹp tối con hát từ miền đất
rất nhiều vì ai. Để bắt đầu từ nơi đó buông mắt sông thì đừng buồn đi lúc mắt chờ thì nào lúc điên gì chờ thì nào lúc điên gì. Bầu rượu năm em bà và trước là thêm một bà có đường tây bắc chầu đã tôi bên ra con đường thế biên giới con dạo đàn dân chầu bài then vì lòng
còn yêu kính nó thương nhiều nhiều, có lẽ đôi con cúi đầu chịu nhiều nhiều. Cha từ nhỏ con đó là cha, con xa đi bốn bề là nhà. Ôi à ôi à. Cơ gợi như chỗ đi danh hàng đầu, bị thư đọc suốt cây thầu. Ý ơi bị thư đọc suốt đêm thâu cửa hồng pha chân là đi là một phép nên rút gươm thiêng đi, rút gươm thiêng sáng tỏ chuyện thật. Ý ơi hà chân lấy lưng một phen quần tô đi vách là kinh ngồn đi giặc thủ đông hát không có một tin đi ý à chân thuyền chiến vui mà chạy đất ta đứng bắt đạt được vật đi đâu cho kia sổ bà đang chém giết ba quân thủ sức pha giữa đám quân thủ biết bay quân ba giữa đám này bay quân thủ đất nước nhà độc lập vẹn to non này chư vương xuống chiếu ra ban đông nhung đại thắng bắt làm là tên trẻ già trai gái không tin bao năm đồng giang sơn hương mãi bình ngờ ý nhà cho đôi mẹ ca ma nông nghề tự nhiên một dải mưa hồng tung bay giặc về thế hò nhau nó kéo đại hiền của quân về định bắt ra đấy bà hà trở về đây tôi đất thiên đàng ta đây khi trước giờ bà đi đâu đường ý à ơi hà có ai về thăm tình đồng đình đình đức vua cha có ai về tới miền ơi thứ hàng nhớ nghe vào bài yên bát ngàn đại tướng quân bốn ba kỷ nguyên là thứ nhất là đông ra chạp đền sáng ma gấp mà nước ta gây trời đất không hề tha đọc chim sao xóa sạch
bất minh công nghỉ chỉ mong sớm thoát lần mong sao thoát anh ngàn vòng sớm mê đắng ngôi đền thờ đại tướng đông nhung ơi quê người trên bạch mạnh hạc trên vùng thượng vào những năm trước đầu thế kỷ năm bốn ta đi trước công nguyên một người con gái châu ở miền sẽ lọt thành ra đồng mỏ chi lăng lên lên đồng mỏ chi lăng lăng châu mười lưu tương cứu dần đi tiền triều được năm ma gặp mà đức đã hiệp nghèo châu mười đồng mỏ sống ma pha bồn chính chỉ quá thọ ta
chim ma rừng nghe sinh hoa xiết lá gọi nhau nghe con to con mót na con tha kêu con quỳ chim bay trước cửa dù gì con dầu dĩ thủ sơn lâm hoa cành nghề đẹp tự nhiên một đồ gió mát trăng thành mưa
thừa rượu qua quân chức tộc sư cha cha tích ta giặc sư phục hoàng tất tất chúc chúc yên xuân trang anh lúc thì sáng tỏ xa gần ý anh nga đốt thiên tỏ sáng lúc mình say được chưa đẹp đắm anh nga đốt thiên tỏ sáng lúc mình say được lúc mình say được chờ bà đẹp làm sao núi ơi rừng ở núi ơi chân chờ bước nhanh nhanh chờ bà bước nhanh đời tôi bao xa nên ngàn cho hai bông hoa hai hoa mà bình đi được bao thay cho trăm họ giàu sang đời đời để cho trăm họ đời đời giàu sang đi bản nam xa xôi chân châu bước qua bao núi xa nhìn là theo gió rừng hà reo chân châu bước qua bao đèo suy ngắm đường suy ngắm đường bạn đừng là vui thế ngày năm cho chí ngày mười là ngày phiên chợ đầu tháng kỳ lừa mỗi chân đều trở về chưa nghe trở về chưa dừng gánh cho đỡ mệt đầu này mua hàng về chợ đồng đăng có chợ chiều đông đúc có cả người mà người dân tộc bán mua chùa vắng vắng chiều hôm mà y y a à. Khi các quân sâu răng lục đầu gió nằm thoảng nhang mây ngào ngạt đi bóng mắt ta đã gác đi đọc cây hiền mặt nước vơi đầy chẳng nên Hoàng trạm tứ linh ngập ngụa đi khay đẹp đẹp
cha mày tứ linh à. Đôi bên vòng cuốn hoa tranh à, đôi đầu hiến tiếc đà kim ba bà hạt nghề mua đơn
dập chén ta khuyên mời các cô tiền, dập ta chén khuyên mời dân y tuần á dập đèn điện bật các cô đi nằm mời giấc ông đi bay sơi. Hương linh vị nga ngọt đi bùi kỳ tân nguyên á trần ngọt bùi kỳ tiên cô nàng bơi dâng hộp mà thuốc nga
quang nghi. Thế là vừa ý ông bày bảo hòa trên đất sơn. Cô nàng ngờ tư đốt bình nhang chấp mây ngọt đèn thiêu cho tỏ tay ông cầm bờ móc hoa đi. Tiếng cô nàng lắm dựng kèo bánh lên kèo xìu thuốc lá thuốc cảnh nhìn ai dám. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.